serum trị mụn Sambini 30 Days đang là sản phẩm được các chị em săn lùng nhằm cải thiện tình trạng mụn trên da. Đến từ thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Hàn Quốc, serum tinh chất trị mụn AHA, BHA, TH 30 Days Miracle Serum 50ml có tác dụng mạnh mẽ cải thiện tình trạng da mụn, nám tàn nhang của bạn. Cùng tìm hiểu tác dụng tuyệt vời của dòng sản phẩm này nhé. Serum tinh chất trị mụn AHA, BHA, TH 30 Days Miracle Serum 50ml đến từ thương hiệu nào? Serum tinh chất trị mụn AHA, BHA, TH 30 Days Miracle Serum 50ml là một sản phẩm được sản xuất bởi hãng mỹ phẩm Sambini của Hàn Quốc. Đây là một thương hiệu nổi bật với các dòng sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên chăm sóc da và trang điểm. Sambini rất được các bạn trẻ Hàn Quốc ưa chuộng với thành phần hoàn toàn tự nhiên, an toàn tuyệt đối cho da, giúp thương hiệu phủ rộng khắp thị trường trong nước và thế giới. Serum trị mụn Sambini 30 Days có tác dụng trị mụn nổi bật cấp tốc 30 ngày. Chiết xuất tràm trà từ tự nhiên, đánh bay nỗi lo về mụn. Serum trị mụn Sambini 30 Days chứa lượng lớn tinh dầu tràm trà với đặc tính kháng khuẩn tự nhiên của mình. Tràm trà phát huy tác dụng cao trong việc điều trị các loại mụn, kể cả mụn viêm và mụn không viêm. Đây được coi là công dụng chủ yếu của tràm trà, giúp làn da bạn sạch mụn, mịn màng, sáng ngời, rạng rỡ. Ngoài ra, với công nghệ mới giúp tinh chất tràm trà thấm sâu vào lỗ chân lông, lại bỏ bụi bẩn và những tế bào da chết ra khỏi nang lông, làm sạch da, giúp lỗ chân lông thông thoáng. Tràm trà còn có tác dụng trong việc trị thâm, lại bỏ độc tố trong da, tái tạo tế bào mới, làm tăng tính đàn hồi, khiến làn da trở nên đều màu hơn, chứa nhiều chất oxy hóa làm giảm tình trạng lão hóa, nhăn nheo. Tinh chất rau má ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Serum trị mụn Sambini 30 Days có chứa tinh chất rau má trong thành phần, được biết 100g rau má tươi chứa đầy đủ các loại dưỡng chất như chất xơ, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, saponin, kẽm, flavonoid. Do đó rau má có khả năng hồi phục da mụn viêm, làm sáng da và ngừa lão hóa, giúp làm lành vết thương, lành sẹo cho da. Theo nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong cây rau má rất hiệu quả trong việc kháng viêm, làm dịu đối với làn da có nhiều mụn trứng cá, da nhạy cảm và tăng đáng kể độ ẩm mượt và hạn chế tình trạng mất nước. Các thành phần khác thúc đẩy quá trình phục hồi da. Thành phần AHA loại bỏ chất bẩn và chất sừng tích tụ trên bề mặt da, thu nhỏ lỗ chân lông, tái tạo lớp da mới. BHA loại bỏ chất bẩn và bã nhờn tích tụ bên trong lỗ chân lông. TH khóa lại không cho độ ẩm trên da bị mất đi và làm tan chảy tế bào chết. 39 thành phần chiết xuất từ tự nhiên khác: dầu ô liu, chiết xuất trà xanh, sạch hoàng cầm, sẹt rễ cây cốt khí củ, sẹt rễ cây cam thảo Âu, sẹt hoa cúc la mã, sẹt lá hương thảo. Serum trị mụn Sambini 30 Days với những thành phần có tính đặc trị cao sẽ giúp làn da của bạn sạch mụn nhanh chóng chỉ với 30 ngày sau khi sử dụng. Chúc chị em có một làn da căng bóng khỏe mạnh. Thương hiệu Sambini, xuất xứ Korea, Hàn Quốc.